Ca sĩ Thanh Bùi xuất hiện tại lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa VFF với La Liga. Nói đến La Liga, người hâm mộ bóng đá thế giới đều biết đến đây là đơn vị tổ chức các giải đấu bóng đá chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha. La Liga có hơn 200 triệu người theo dõi trên toàn cầu ở các mạng xã hội, trên 16 nền tảng và 20 ngôn ngữ khác nhau. Với trụ sở chính tại Madrid, Tây Ban Nha, La Liga có mặt ở 41 quốc gia thông qua 11 văn phòng và 44 đại diện. Tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi và đại diện La Liga hoàn tất bản ghi nhớ. Theo nội dung ký kết, VFF và La Liga sẽ cùng thỏa thuận hợp tác trao đổi chuyên môn với mục đích phát triển bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá cộng đồng tại Việt Nam, cũng như các đội tuyển quốc gia, đồng thời phát triển các dự án đào tạo thể thao khác. Với nhiều lĩnh vực hợp tác khác nhau và thông qua học viện tại Việt Nam, La Liga sẽ tổ chức các khóa học cho các huấn luyện viên và được xây dựng như nền tảng phát triển các tài năng bóng đá trẻ cùng với VFF. Giám đốc điều hành La Liga khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc, ông Ivan Kodina cho biết, Việt Nam là một quốc gia có tầm quan trọng về chiến lược ở châu Á đối với La Liga và chúng tôi tự hào khi có cơ hội hợp tác với VFF để hỗ trợ phát triển bóng đá cũng như tiếp tục học hỏi lẫn nhau. Nhờ sự hỗ trợ và kiến thức chuyên môn có được sau khi khai trương Học viện La Liga Việt Nam và sau thỏa thuận được công bố gần đây với SCTV, giờ đây chúng tôi đã tiến thêm một bước gần hơn đến người hâm mộ Việt Nam. Ông Ivan Kodina nhấn mạnh, thỏa thuận hợp tác giữa La Liga và VFF sẽ mở ra cơ hội để các tài năng trẻ có cơ hội tập luyện ở những đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha như Real Madrid, Barcelona hay Atletico Madrid. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, thứ tư từ trái qua VFF. Ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng thư ký VFF cho biết, bản ghi nhớ hợp tác giữa VFF và La Liga sẽ kéo dài tới tháng 6 năm 2026. Điều này sẽ mở ra những cơ hội thuận lợi để bóng đá Việt Nam được tiếp cận nhiều hơn, được chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp của châu Âu, trong đó La Liga là một trong những điển hình. Trong những năm qua, với quan điểm nhất quán về việc huy động tối đa mọi nguồn lực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, trong đó có nguồn lực đến từ mối quan hệ hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và các tổ chức bóng đá quốc tế đã giúp các đội tuyển, đặc biệt là bóng đá trẻ và bóng đá nữ có cơ hội tham gia những chương trình tập huấn có giá trị, là cơ hội tốt để các cầu thủ được học hỏi, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho tương lai. Việc hợp tác với La Liga nơi quy tụ những câu lạc bộ hàng đầu thế giới sẽ tạo cơ hội để bóng đá Việt Nam tiếp cận gần hơn với các nền bóng đá tiên tiến trên thế giới nhằm học hỏi trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, đẩy nhanh sự đổi mới và chuyên nghiệp hóa trong các lĩnh vực liên quan đến bóng đá.